Hôm nay xin chia sẻ vào đài truyền hình Việt Nam là VTV. Bữa chơi vui vẻ, mình là ca sĩ Chin Chu. Chưa đang đi ăn chả cá lão vòng mà con đường này tên là chả cá luôn. Nghe nói là bánh này là bánh muốn ăn chả cá lão vòng đầu tiên ở Việt Nam. Con rất là mới đi và rất là cũ rồi. Thì bây giờ sẽ vào ăn thử chả cá lá vòng. Đã biết món này lâu rồi, tại vì khi mà sinh viên học ở đại học thì cái trong sách văn hóa Việt Nam thì có món này luôn, cho nên là mọi người sinh viên khoa chính trị đều biết món này hết. Mà món này thì ăn với mắm tôm nên là sinh viên rất là thích. Cá này là các quả, là các quả mà nướng và ăn chung với nhiều gia vị và rau và mắm tôm. Tình yêu của Chin Chu, mắm tôm.
Thank you.